hên là chỗ này đang chống xe các bạn, mình qua nó sẽ dễ hơn. Còn chỗ này mà dụ mà hai ba xe qua cái gọi là đứng gọi là nhìn nhau luôn đấy, hai mắt nhìn nhau chào máu họng luôn. Ba cái cây nó mọc trên núi này được cũng hay được các bạn. Xe mà nó hơi dài nên là mình phải trừ hao các thứ các bạn. Ôi trời ơi, anh trai ơi, cái gì cũng phải nhường nhau xíu chứ. Làm gì anh gấp như vậy? Anh mắc đi cầu cái gì mà anh làm gì anh chạy dữ vậy? Hung đít em luôn. Ê, anh trai, đừng từ từ. Anh trai. Quất đường heo anh trai. Anh trai thì chắc mới thu quanh cúp hay gì nè. Muốn sắn vô mình để từ từ. Ôi. Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game ETS2 để trải nghiệm xe khách giường nằm. Và ngày hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm lại cho các bạn xem cái con xe xưa ơi là xe đến từ nhà xe Hảo, đó là con Taco Mobile Home đời 2015 các bạn. Wow. xịn chưa? Đấy, nghe 2015 là thấy cổ rồi đúng không? Ok, bay dữ vậy? Vừa đó bay dữ vậy? Đây, hiện tại thì mình đang ở ngay một cái sân bay các bạn. Nhìn con này nó nhỏ, nhìn qua đây cái hú hồn chim én tung bay. Đấy, con này nè các bạn, đây là một con kiểu như máy bay thương mại lớn ấy. Đó, rất là to và bự luôn ấy. Đó, con này thì đang đậu ở đây. Ủa, bên kia con nữa kìa các bạn. Đó, ba con, tổng cộng là ba con nhá. Dưới bên này là hai con này thì nó hơi bị ngáo tí các bạn. Chạy sau lạng đâm đầu xuống đây luôn nè, vãi chưởng. À, con này thì nó vừa gọn nhỏ các thứ, thì mình vừa đến đây để mình rước những cái vị khách gọi là may mắn để đến với chuyến xe của mình ngày hôm nay. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm cho các bạn xem một cái mát ngon lành cành đào luôn. Đây, nhìn đường nè các bạn. Quay uống công lượng các thứ, nhìn là hoang mang chưa các bạn. Nhìn cái là quang mang lên. Đấy, mình sẽ đưa khách đi về đây nha các bạn. Và cái đoạn đường ngày hôm nay đi các bạn nhìn rồi đấy. Và đặc biệt hơn là nó là đường núi các bạn. Giật thẳm là vời vợi luôn. Xa vời vợi luôn, gớt xuống núi cái là gọi là toan đời luôn các bạn. Không còn đường trở về luôn. Đó thì con xe mà hôm nay mình trải nghiệm cho các bạn xem, nó là nhà xe Hảo đi cái tuyến bến xe miền Tây rồi bến xe Hậu Phòng này là ở miền Tây ấy. À, đi về bến xe, ủa, bến xe miền Tây về bến xe Hậu Phòng rồi về bến xe Cà Mau. Bến xe Hậu Phòng này là nằm ở đâu ta? Mình biết là miền Tây nhưng mà mình không nhớ tỉnh thành phố nào luôn ấy. Phía trước mình cố gắng thêm hai con Michelin đó, ngồi để ngắm cảnh. Biển số này, biển số Cần Thơ cho các bạn, 65B03979 nè. À, đây mình có chở thêm một cái con xe ít hạt nha các bạn. Đấy, của một vị khách may mắn nào ở trên xe đây cũng chả biết nữa, nên là mình cũng không biết ai, nên là bạn nào muốn lấy thì comment dưới mình sẽ gửi cho nha. Đó, có vậy đó. Đặt cái quên chỗ này mình chở nguyên cái đồ thùng hàng các bạn. Cái này ngoài đời nếu mà chở công an bắt đấy. Mà trong game này thôi, chả luôn. Dưới đây đi đường núi mà chắc không có công an đâu. Ngon lành nha. Và đây mình vẫn sử dụng cái mod tài xế Nguyễn Quý Gamer nha các bạn. Nhiều bạn hỏi là anh ơi làm sao để chơi được cái mod Nguyễn Quý Gamer đó. Thì hiện tại mình đang có một cái trang web tên là taimod.com. Đấy, thì các bạn lên ngay trang web đó của mình để các bạn tìm ngay cái mod gọi là tài xế Nguyễn Quý Gamer. Đó, để các bạn tải cái mod đó về, bỏ vô game là có tài xế luôn. Quá tuyệt vời, quá dễ dàng, quá đơn giản. Và còn bạn nào muốn mua cái chiếc xe khách Taco Mobile Home đời 2015 này thì các bạn hãy nhanh chóng lên ngay website shop.taimod.com của mình để các bạn có thể là mua xe khách. Ngoài ra các bạn có thể là mua được rất là nhiều thứ trên web, ví dụ như là bản đồ Việt Nam, xe tải, xe khách, rồi skin, rồi thùng hàng, các thứ, nói chung rất là nhiều thứ ở trên web shop.taimod.com. Nên là bạn nào ủng hộ mình muốn mua mod các thứ thì lên trang web shop.taimod.com mua nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyến hành trình đó các bạn, không để các bạn chờ lâu nữa, vào xe để máy. Ủa này có con lơ xe không ta, quên nữa. Cái à, có con lơ xe. Hello anh lơ xe. Anh lơ xe này hơi buồn, mặt hơi buồn, biết sao, mới bị vợ đuổi đi, xách nguyên cái ba lô theo phải để một túi luôn. Túi mạnh mẽ, túi màu hồng. Đấy, đi chơi giờ khuya, có giờ khuya bị vợ đuổi ra ngoài, nên là thôi mai cho chú lơ xe đi chung với mình cho nó vui. Rồi, đóng cốp đi lơ xe. Ủa, đóng rồi kìa.
Rồi đóng cửa lại. Rồi ngon lành canh đào. Rồi lui xe ra đi thôi. Lui xe ra khỏi cái đây các bạn. Ê đụng vô hai chiếc máy bay ngáo. Tự nhiên chạy sẵn luôn đó. Ê trời ơi, sao có hai cái nhà đây nữa vậy? Nồi chi mén. Chạy ra luôn. Ủa sao không có xe nào cho người ta? Sao mình chạy có mình nên vậy? Rồi ghé được lỗ rồi. Sân bay độc lạ Bình Dương không các bạn? Sân bay không có cằn gào vậy, đậu giữa thành phố luôn. Đậu gì tôi cũng đang phân vân không biết là xe máy bay này nó đáp xuống như thế nào ấy. Đáp trên đường lộ này luôn à. Mình cũng biết luôn ấy. Độc lạ mà. Ai có xe à nè. Rồi ok, mình sẽ quẹo phải cho các bạn. Quẹo phải để qua đường núi. Rồi ok. Được rồi. Nay một ngày khá là đẹp trời đó các bạn, không mưa gió bão bùng gì cả. Ồ, có chiếc xe tăng nè. Rồi giờ đi đâu? Giờ đi thẳng luôn à? Ui, vãi nồi. Cái gì vậy? Trời, cái đường gì có chút xíu vậy? Rồi xe mình đi lên lọt không trời? Ui, đi bò thử coi. Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn. Cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Ui, lên đây nó còn thêm một cái cầu bằng gỗ nữa các bạn. Trời ơi, nhìn nguy hiểm vậy. Ừ, chứ hai xe luôn kìa, xe ngược chiều nữa kìa. Ui, quá lọt không? Từ anh trai bình tĩnh. Mỗi người nhường nhau xíu rồi để qua cái cầu này. Các bạn nhìn nguy hiểm đấy nha. Nè các bạn nhìn nè, nó rất là cao luôn nha các bạn, không phải là thấp đâu. Chết rồi, mọi người hành khách hãy giữ bình tĩnh. Hôm nay là chuyến xe của chúng ta đi rất là nhiều trải nghiệm nên là mọi người cứ bình tĩnh, không sao đâu. Với tài năng lái xe của Nguyễn Quý Gamer thì mọi người chắc sẽ không sao đâu. Ờ, mình cũng nghĩ là vậy. Ôi, cái cầu gì nó dài như vậy? Ai mà ngồi đóng cái cầu gỗ này hay thế. Ê, qua đây hết rồi nè. Ờ, vô đây vô đường đất rồi. Nhưng mà đường đất này nó cũng lại rất là nguy hiểm luôn các bạn. Không có gào, không có gọi là bất cả kỳ cái gì để nó bảo vệ hết trơn ấy. Mà hai bên lại là vực thẳm các thứ nữa nè. Ôi, nhường nhau xíu đi mấy anh trai ơi. Mỗi người nhường nhau xíu để đi qua cái đường này nha. Thật ra cái đường này thì hai xe qua nói chung vẫn dư sức, nhưng mà phải cẩn thận các bạn, không thể nào mà chạy ẩu được đường này được. Ngoài cái đường ở giữa thì các bạn thấy hai bên nó có thêm một cái lề nữa, một phần lề đó thì lách qua để vượt xe thì cũng khá là đơn giản. Nhưng mà theo mình thấy xe nó ít quá ta, để mình nặng lên tí xíu cho nó đông vui coi. Rồi đây, cho xe nhiều cho nó đông, nó vui. Hành khách ăn uống gì cứ kêu một lơ xem nó đem ra nha. Ê, nãy nó ăn một cái bánh sandwich các bạn, đúng rồi, bánh sandwich. Ăn xong cắn một miếng, nhớ vợ đuổi ra khỏi nhà buồn. Nghỉ ăn, để đến luôn. Uầy, đầu tiên là chúng ta sẽ đến với một cái cua này nha các bạn. Các bạn thấy bên kia không? Một tí mình qua bên đó đấy. Nhưng mà trước tiên để được qua được bên đó thì các bạn thấy là chúng ta phải chuẩn bị qua một cái đoạn cua nè. Ôi giời, cái cua gì mà ghê vậy? Rồi gọi cho anh chạy qua trước đấy. Rồi nó qua rồi các bạn, bây giờ tới mình. Hên là chỗ này đang chống xe các bạn, mình qua nó sẽ dễ hơn. Còn chỗ này mà dụ mà hai ba xe qua cái gọi là đứng gọi là nhìn nhau luôn đấy. Hai mắt nhìn nhau chào máu họng luôn. Rồi ba cái cây nó mọc trên núi này được luôn, cũng hay được các bạn. Xe mình nó hơi dài nên là mình phải trừ hao các thứ các bạn. Ủa? Từ. Ôi trời ơi, anh trai ơi, cái gì cũng phải nhường nhau xíu chứ. Làm gì anh gấp như vậy? Anh mắc đi cầu cái gì mà anh làm gì anh chạy dữ vậy? Hung đít em luôn. Ê, anh trai, đừng từ từ. Anh trai. Quất đường heo anh trai. Anh trai thì chắc mới thu quanh cúp hay gì nè. Muốn sắn vô mình để từ. Ôi, độc lạ Bình Dương. Ôi, cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Anh trai đã về thiên đàng rồi à các bạn? Ôi, độc lạ Bình Dương. Ôi, cái gì ghê vậy?
Tự nhiên anh trai bay luôn các bạn. Rồi. Ui ơi, hello anh trai. Ôi. Ghê quá, ghê quá, ghê quá. Sao mà anh trai có thể là bay được như vậy ta? Ây, các bạn đợi tí để mình xuống mình kiểm tra tình hình anh trai này cái cây. Đây các bạn nhìn nè. Đúng là bay thiệt luôn các bạn. Bay nồng. Ui, không phải anh đó mà là một bà chị. Ôi bà chị này mà không chở ai luôn các bạn. Ôi thôi, chị với lái sao được hay vậy. Ui, em bó tay chị luôn rồi. Rồi em đi thôi luôn. Chị này là lái là gọi là đỉnh cao, đỉnh của chớp. Em là chịu. Bó tay. Chị lái được gì là em xin xin chắp tay. Đi tiếp các bạn. Ôi trời ơi cái cua. Đó, đường như này là nó chỉ như vậy nè các bạn. Hấp dẫn à. Đó, nên là bạn nào mà thích kiểu mình trải nghiệm đường núi nguy hiểm như thế này nữa thì các bạn đừng quên cho mình xin một like cũng như là comment phía dưới để mình biết các bạn thích. Mình sẽ làm thêm cho các bạn xem. Vô đây thì nói chung là sẽ bò nha các bạn. Mình nãy giờ các bạn sẽ không cần vào số luôn mà mình sẽ chạy từ từ, chủ yếu là ôm cua cho nó ngon lành đó, thấy chưa. Hơn là đường nó cũng tương đối trống nhưng mà cũng có xe nhá, không phải là không đâu. Nếu mà trống 100% thì nó dễ rồi, nhưng mà lâu lâu nó vẫn xuất hiện vài xe để chúng ta xử lý tình huống. Để mình vô trong mình chạy cho các bạn xem. Đó, vô trong như vậy thì cái lái nó sẽ dễ canh hơn. Đó. Ngon lành nào, ngon lành nào. Ôm cua quá mượt. Cái đường núi này các bạn, nó nhỏ, nó hẹp như vậy nhưng mà thật ra không làm hàng rào nó là dễ lái hơn. Khi mà các bạn làm hàng rào, khi mà làm hàng rào hai bên rồi thì cái đường nó sẽ nhìn nó sẽ hơi bị tù túng ấy, và nó sẽ kiểu nó bị hẹp lại ấy. Chạy nhiều khi ôm cua nó lại khó hơn đấy. Ờ, nhiều khi nó phậy nữa đấy. Chứ không phải là làm hàng rào bảo vệ gọi là an toàn là ngon đâu. Đường như vậy nói chung là mình thì dư sức lái rồi. Chỉ có bà chị hồi nãy hơi kinh khủng. Chạy phát là bay xe lên trời luôn. Hoặc là xe đó là xe hiện đại đấy. Bây giờ là ở thế giới chưa có đâu, có mình nên chỉ đó có rồi, tức là xe bay. Mà xe khách bay mới ghê. Bó tài đi. Số đoạn dốc này nè các bạn, nhưng mà nó cũng không có cao lắm. Xe mình nói chung dư sức. Hờ. Động cơ mình cũng tương đối là mạnh đấy. Mình không biết một tí nó còn dốc nào cao hơn hay không, nhưng mà dốc này là gọi là vừa vừa. Các bạn nào vẫn còn lên một tí nữa các bạn, nhưng mà dốc nó sẽ dài và nó sẽ không có dốc đứng quá. Chết. Phía trước là xe đầu kéo hơi bị dài đấy. Từ từ anh trai ơi. Rồi em nhường anh qua đấy. Ôi. Mấy anh trai trên này lái còn kinh khủng hơn mình nữa các bạn. Mình ôm cua đã dữ rồi, mấy anh trai trên này ôm cua còn dữ mình nữa. Ôm cua không cần đập thắng luôn mà. Ồ, vậy nó mới ghê chứ. Ê. Các bạn thấy cái đường bên kia không? Nó sẽ thấp hơn bên đường này rất là nhiều. Cái đường đó là cái đường hồi nãy mà mình đi lên đấy. Đó, đi vòng mà lên tới trên này đấy các bạn. Bây giờ trên này là khá là cao rồi đấy. Và các bạn có thể là nhìn sơ cái vực thẳm ở phía dưới. Ui dồi ôi. Nhìn cái chóng mặt khỏi muốn đi luôn ấy. Vẫn còn đang lên dốc nữa nè. Rồi ôm cua. Đường này mình không biết là nếu mà chạy ban đêm thì sẽ như thế nào ha. Bạn nào thích thì bữa nào mình chạy ban đêm mà trời mưa nữa cho các bạn xem. Ủa, tới đây quẹo gì? Quẹo trái đúng không? Quẹo phải thì nếu như kiểu là đi tiếp tục xuống núi ấy. Ok.
cái núi phía trước kìa các bạn. Là chúng ta chuẩn bị lên nữa đấy. Đây bây giờ mình thả súng tí nè. Rồi mình chuẩn bị lên núi nữa. Mà cái núi phía trước nó còn cua nhiều hơn cái đoạn mà nãy mình đi nữa. Công nhận cái map này nó hay chứ các bạn. Chạy sướng tay thiệt sự. Hôm giờ toàn là chạy trong thành phố rồi các thứ, chạy bình thường. Lâu lâu vô ôm cua cho mày muốn gãy tay luôn. Từ từ anh trai ơi, bình tĩnh. Rồi. Đó, bắt đầu lên dốc nè các bạn. Đây là cái đoạn chúng ta bắt đầu chuẩn bị lên dốc nè các bạn thấy không? Dốc này cũng cao hơn dốc hồi nãy đấy. Nhưng mà hiện tại mình đang trả về số 2 chứ các bạn. Số 2 con xe này khá là mạnh. Ơi! Hơi lắc lên quanh chạy đâu tí có sao mà chạy ơi. Ui, còn ngon lạnh, con chạy được là ngon lạnh. Được, được, được. Em, anh trai đó chạy ngon đấy. Mình mở cái bản đồ các bạn xem, nhìn nữa là nhức đầu luôn. Nãy giờ mình đi chắc cũng khoảng là được nửa đường rồi đấy các bạn. Còn nửa chặng đường xa vời vãi phía trước. Lên, 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 lên. Cái dốc này cao nha các bạn. Dốc này mình phải trả về số 1 luôn ý. Nè nhá. Vậy mà nó dính hai cái gương hậu các bạn. Không sao chơi. Bình thường. Đời là như thế đó chị ơi. Bình thường đó chị ơi. Lâu lâu mình quẹt nhau xéo. Mình hung nhau xéo cho tình cảm thêm mặn nồng. Rồi lên cái dốc nữa nè. Lên. Ngon lạnh lên. Xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn. Cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những cái thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Yeah. Ui, phía trước lại là một đống cua nữa các bạn. Đây, cho các bạn nhìn sơ cái đoạn đường chúng ta chuẩn bị đi. Sau khi mà chúng ta ôm cái cua này, chúng ta sẽ đi một cái đoạn đường nào. Ui ẹo 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 ẹo. Còn hơn con gắn các bạn mà đi tí. Đang ghê luôn. Bái nồng. Mặc dù nãy giờ đụng nhau các thứ nhưng mà vẫn chưa gứt đẹp các bạn. Ừ vậy là ngon rồi. Rồi qua đi bác tài ơi. Để mình nâng thử xe lên đông một tí nữa coi. Nó còn kiểu là đông hơn nữa không. Nãy mình chỉ nâng 3 đúng không? Bây giờ mình lên 5 luôn nè. Mà mình sợ đông quá không có có đường mà đi ấy. Tính là cái map này nếu mà mình livestream mình chơi cho các bạn xem nó cũng rất là thích thú, rất là hay ho đúng không? Nếu mà nào thích mình livestream map này thì vài bữa để mình sắp xếp thời gian mình ngồi mình livestream cho các bạn xem. Đa số kia bây giờ là mình quay clip cho các bạn xem, đa số là buổi tối rồi các bạn. Các bạn nhìn đồng hồ đi, 3 giờ sáng. Tối tới là mình bắt đầu là lên ý tưởng set up mod, cài mod các thứ để mình chuẩn bị để quay clip. Nên là đa số buổi tối mình làm việc khá là nhiều nên là mình muốn livestream nó cũng khó đó các bạn. Mà buổi sáng thì dưới nhà nó rất là ồn. Mấy cái clip mà hồi trước các bạn xem rồi các bạn biết rồi đấy, mình chơi buổi sáng là cái nhà mà nó ồn lắm luôn ấy. Nên là đa số là mình bắt buộc phải chơi buổi đêm. Mà chơi như vậy rồi thì nó lại không có thời gian nhiều để livestream cho các bạn xem nhé. Thật ra mình muốn livestream cho các bạn xem lắm luôn ấy. Nhưng mà nếu các bạn thích thì sắp tới mình sắp xếp livestream. Nhưng mà có vấn đề gì rồi đây nè. Trời ơi. Gọi luôn ấy.
Tại sao gớt mẹ ăn cái bánh không đâu gói. Chết cha các bạn ơi, con này nó lại là chạy cầu sao. Mà bây giờ cái bánh sao nó bị gớt xuống rồi, làm sao mà có lực để chạy lên đây. Chết tôi luôn rồi. Có cách nào nâng cầu đổi cầu là ra đằng trước cho tôi không? Chết rồi, con này chạy cầu sao các bạn thấy không? Khi mà mình điểm ra là cái bánh sau nó chỉ quay rồi, còn bánh trước là đúng đứng yên luôn ấy. Giờ đi tới không được mà đi lui không xong luôn, thiệt sự. Bỏ tay rồi các bạn. Còn cách cuối cùng đó là dùng tuyệt chiêu. Đây. Rồi. Có lên bờ chưa? Rồi, ngon là từ từ anh trai gì bóp kèn chứ vậy? Chạy từ từ thôi, mình đi đường núi thì mình phải từ tốn anh trai. Ui, sao chỗ này được một đoạn này nó khá là rộng luôn nè các bạn nhìn nè. Hả, khá là rộng luôn nè. À, nhưng mà qua đây lại là đường núi nữa à. Phan, để mình coi chỗ này như là ngã ba. Ngã ba này mình quẹo trái. Rồi, ok. Ui, nhìn cái núi phía trước lên dốc là mình ngán vãi nồi các bạn. Nhìn nè, dốc cao vời vợi luôn ấy. Ôi, bây giờ xe đông rồi nè các bạn ơi. Đây rồi. Từ từ nha mọi người ơi, từ từ mọi người nhường nhau xíu. Xe bắt đầu đông lên rồi, nên là chúng ta phải nhường nhau. Tập tánh nhường nhau đi. Từ từ thôi, bình tĩnh. Anh xe màu vàng, anh nhầm màu cam. Trời ơi, anh cũng nhóng lên một tí nữa các bạn. Đây mình lùi lại coi. Thì anh đứng ở đây rồi em qua cho rồi là chống hết. Ừ, thằng này nó muốn chơi mình như vậy. Tụi tôi đứng ở đây. Để tao qua trước. Rồi tới đây xe màu trắng này. Đưa hai thằng này gọi là muốn chơi mình các bạn. Đứng ngang đây để người ta xử lý qua cho. Cứ mà đó hoài rồi làm sao mà đi qua được với nhau. Ba xe dính đây luôn đấy. Ui, mình lọt bánh ra ngoài rồi. Nhưng mà không sao các bạn, với tài nghệ lái đỉnh cao mà mình vượt qua được hết. Đó. Đấy, thấy chưa? Mình mượt mà liền, mấy xe kia đi được bình thường liền. Chống đường liền, phải vậy chứ. Nhường mình xíu thì mình sẽ xử lý được hết mọi tình huống thôi. Nhưng mà bây giờ chỗ này sao nó lại đông xe nhiều thế chứ? Ui. Ôi, cua này, cua này là chúng ta chuẩn bị xuống núi rồi đó các bạn. Sắp tới nơi rồi mọi người ơi, trời ơi. Ui, chỗ đó nó vẫn còn kẹt luôn kìa các bạn. Tại nó kẹt dài quá nên là nó dính nhau, nó đi nó là nhích nhích hơi khó tí, hơi lâu tí. Ui, mà nó vẫn còn kẹt. Ôi, tai nạn luôn rồi kìa. Ôi, chiếc xe bồn chở xăng dầu rớt xuống núi luôn rồi. À, chết, giờ tới xe mình. Xe mình bị trượt dốc, từ từ kéo thắng tay lên đi. Rồi, đây ba ngang dốc nào. Rồi, qua. Trời ơi, xe tôi mà tụt xuống dưới là mọi người là xuống giật thẳm hết đấy. Rồi, bình tĩnh. Bên kia ghê quá các bạn. Một chiếc xe tải đầu kéo, xe bồn đã rơi xuống núi rồi. Không biết mấy cái chiếc xe kia có sao không. Ui, phía trước lại là đoạn núi để đi lên nữa à ta. Các bạn nhìn kìa, chúng ta chuẩn bị đi lên núi nữa gì kìa. Đúng rồi các bạn, chuẩn bị lên núi nữa. Nhưng mà như trên đó có nhà. Nhưng mà trên đó có nhà các bạn ơi. Nguy hiểm quá. Từ, anh trai. Mấy anh trai này quả cua không nhường là không luôn các bạn. Mà nay nó chạy được, sao chạy được vậy? Cái gì vậy?
gì đây, cái gì đây? Ôi, tưởng đâu gớt xuống, gớt bánh xuống vực thẳm nữa rồi. Chưa xào các bạn. Rồi, bây giờ là chúng ta chuẩn bị đến với một cái cua rất là thần thánh luôn nha các bạn. Không phải một cái cua nữa mà N cái cua rất là nhiều cua luôn. Nè, nhìn nè, nhìn xe bét nè. Ôi trời ơi, đây đúng kiểu con rắn luôn ấy. Cua này thì chúng ta sẽ lên trên núi đó các bạn. Quả đã. Vô mánh rồi. Chuẩn bị ôm cua gãy tay luôn. Từ từ anh trai. Rồi, nhường nhau xíu nha. À, mình thấy nhà rất là nhiều rồi kìa. Rồi rồi, như vậy là mình thấy chuẩn bị tới nơi rồi các bạn. Nhưng mà để được qua được bên đó thì chúng ta phải vượt qua được cái núi này. Ủa, đâu phải đơn giản các bạn. Xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn. Cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những cái thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Trời, cái dốc rồi các bạn. Có gì dốc nó còn vừa nghiêng nữa chứ. Ê ê ê. Ui cái gì vậy? Ui mình lên tới mây luôn rồi nè các bạn. Ôi ôi, xe nó lên cái đoạn núi này mà bây giờ là mình thấy mây luôn các bạn. Tức là cái đoạn núi này nó rất là cao. Ui mây nè. Ui, ui cao phải chưởng này, nhìn xuống dưới là thấy mây luôn nè. Bạn thấy không? Cái đoạn này đi gọi là hấp dẫn đó nha. Chắc có thể đây là một trong những cái đoạn mà cao nhất hồi nãy giờ mình từng đi luôn rồi đấy. Thấy mây là gọi là đỉnh của chớp rồi. Mình cao thế. Ê, ê. Sao mà cháy? Trời ơi, không thấy đường luôn ấy. Anh trai nhỏ nhắn quá, em không thấy anh trai luôn. Chắc không sao đâu. Ê, ôm cua. À, thấy nhà dưới kia kìa các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ là mình phải xuống núi nè. Nè các bạn thấy mày. Cứ gặp xe khách là gọi là bị đụng nhau với gọi là gương hậu rồi các bạn. Phải né xa xa ra như vậy mới được rồi. Đó. Nè các bạn thấy mày không? Đó, mày hai bên luôn rồi các bạn, trắng xóa luôn. Đó, bây giờ mình sẽ đi xuyên mây cho các bạn xem. Đi xuyên mây để xuống núi. Ôi, tính ra như vậy là mình đã lên trời rồi đấy các bạn. Bay. Còn cái này đúng lên trời luôn nè các bạn. Đúng lên thiên đàng luôn. Lên thiên đàng luôn. Phái trường. Đang chạy do anh chạy. Nhường nhau xíu thì lật mẹ xem luôn rồi. Trời đất ơi, lên thiên đàng thiệt rồi. Nãy giờ cứ gặp xe khách là đụng nhau thôi các bạn. Không có gì ngoài khác ngoài đụng nhau với xe khách cả. Ây ơi. Lật xe lại thôi. Thằng quỷ này. Để mình cho nó xuống dưới luôn các bạn. Mình đã lên thiên đàng rồi, mình phải cho nó xuống địa ngục. Đi xuống địa ngục đi. Đi xuống địa ngục. Mày hãy đi xuống địa ngục đi. Trời. Nó đã xuống địa ngục các bạn. Mình tiếp tục. Đi tiếp nào. Let's go. Ui vẫn còn mây rất là nhiều luôn nè.
Từ từ nha mọi người ơi. Ui, cua này gắt thế. Cua mà còn dốc nữa các bạn. Ôi. Gầm mình nó hơi thấp một tí nên là chạy nó hay bị cãi gầm như vậy đấy. Gì vậy? Lọt bánh hay gì rồi? Chưa đến nổi. Nhưng mà bây giờ làm sao mình chạy không được luôn vậy? Chết rồi. Bây giờ mình chạy tới không được, chạy lui không được luôn nè. Bỏ nó được không vậy ta? Nó đang kiểu bị cái bánh mình nó bị nghiêng quá, nó đẩy cái bánh lên trên luôn rồi nè. Lên được không? Cố lên. Gán đi. Cái bánh phía sau mình nó đang bị lọt xuống các bạn. Mà lọt xuống ra ngoài cái là khỏi lên luôn đấy, thật sự. Còn đường vậy? Nó nguy hiểm như vậy ta. Mất thời gian quá. Để mình vô đây đi. Rồi. Xém đụng xe khách được rồi. Rồi các bạn thấy nhà phía dưới kia chưa? Rồi mình sẽ đưa khách xuống dưới đó luôn. Ơi, what the hell, cái gì vậy? Ôi ôi, lạc lái rồi chứ. Được không? Ê, được luôn nè. Trời ơi anh trai ơi, em đang có chân à. Rồi xác định là dính đây nữa rồi các bạn. Hồi nãy mình có cái chân là mình đi qua được rồi đấy. Tự nhiên cái anh trai này anh sắn lên là mình kẹt đường đấy luôn à. Có cái chân thì qua được các bạn, mà không có chân rồi là dính ra luôn. Cậy tê. Ồ bây giờ đoạn này đông, hơi đông xe nhá. Trời ơi nó đông xe còn đem vượt ẩu nữa. Bó tay anh trai này luôn rồi. Bó tay. Qua đi. Qua né đường cho người ta đi. Trời ơi. Chạy là chết rồi. Rồi mình qua luôn nha các bạn. Đi. Hên là xe mình cầu sao các bạn, nên là thoải mái, cứ cắm đầu ra giật thẳm các bạn. Bánh sau nó sẽ đẩy xe mình lên. Đó, cắm đầu và thoải mái. Rồi. Ok, qua được rồi đấy. Đúng là một chuyến đi gọi là đầy vất vả. Đấy, sắp tới nơi các bạn ơi. Ôi, về lại được đất liền rồi. Ôi, nãy giờ chạy. Ê, trời ơi, về đây cũng hung cái cây nghe nữa. Đây, cái chỗ mà chúng ta chở khách hình như là trong cái nhà này nè. Ôi, cái đường. Sao đường này nó sao sao á nha. Cái gì vậy? Thôi, nguyên dãy xe đậu một dãy luôn kìa các bạn. Thôi, nhanh vào. Rồi, tới nơi rồi mọi người ơi. Rồi, xuống. Rồi, rồi. Quá đỉnh cao cho một chuyến hành trình luôn. Mở cửa ra. Ok các bạn ơi, như vậy là ngày hôm nay mình với các bạn đã cùng nhau trải nghiệm được một chuyến hành trình với cái nhà xe hảo cũng như là chiếc Takumi Home đời 2015. Và bạn nào thấy video của mình hay đừng quên là cho mình xin một like cũng như là đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình. Và bạn nào muốn tải những cái bản mod miễn phí của mình thì các bạn có thể là truy cập vào cái trang web taimod.com của mình. Còn riêng bạn nào muốn mua cái chiếc xe Takumi Home đời 2015 này hoặc là mua những cái bản mod khác thì có thể là truy cập đến cái trang web shop.taimod.com để các bạn có thể là mua những cái bản mod độc quyền, có bản đồ Việt Nam rồi xe khách xe tải rồi thùng hàng rồi phụ kiện các thứ đầy đủ trên đó các bạn. Nên là bạn nào muốn mua thì cứ vào trang shop.taimod.com của mình mà tải nhé, mà mua nhé. Ok bye bye, chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.